Tọa lạc tại tổ 15, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái. Với không gian nhà được thiết kế rộng rãi, diện tích 100m² mặt sàn. Kết cấu nhà 3 tầng, 2 mặt tiền, hướng Đông Bắc, rất hợp phong thủy, sinh tài lộc. Với thiết kế một phòng khách, có thể sử dụng làm văn phòng hay quán ăn đều phù hợp. Một không gian bếp rộng rãi, thoáng đạt, được thiết kế với đầy đủ các trang thiết bị sinh hoạt phù hợp hiện đại. Đi kèm với đó là một không gian gara ô tô rất tiện ích. Không gian tầng 2, tầng 3 với 3 phòng ngủ đã được lắp đặt hệ thống điều hòa đời mới nhất, diện tích phòng phù hợp không gian cho cả bố mẹ và các con. 3 nhà vệ sinh lắp đặt đầy đủ các trang thiết bị đời mới hiện đại, trong đó có một phòng khép kín với phòng ngủ. Một gian thờ đặt tại khu vực hợp phong thủy tâm linh của gia chủ. Một sân phơi rộng rãi với hệ thống đường nước đầu chờ tiện lợi, có thể sử dụng tập thể dục cũng như nuôi trồng tạo thú vui tao nhã. Giao dịch nhanh gọn tiện lợi. Với vị trí đắc địa gần trung tâm thành phố Yên Bái, chỉ cách quảng trường trung tâm tỉnh, phố ẩm thực, văn hóa, bảo tàng tỉnh 5 phút đi bộ. Vị trí đất nền cực đẹp về địa thế và tầm nhìn phát triển kinh tế chính trị. Giá đất tăng theo từng năm và không ngừng được thị trường đánh giá cao. Ngay sát phía sau các cơ quan như Báo Yên Bái, Cục Thống kê, Ngân hàng Phát triển.